Ok, buổi hôm nay chúng ta sẽ học về ước chung và ước chung lớn nhất nhé. Buổi hôm nay thì nó rất là quan trọng. Các con chú ý sau, nó có mấy nội dung sau một ở đây. Đó là về ước chung và ước chung lớn nhất. Ước chung và ước chung lớn nhất ở đây. Vậy thì ở đây các bạn chú ý như sau. Đó là ví dụ này, thầy có ước của 18 đi. Ước của 18 ở đây thì nó sẽ là bao gồm những cái số này. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Được chưa? Tiếp theo đây, nó là ước của 24 đi. Nó phải là mấy? 1, 2, 3, 4 này, 6 này, 8 này, 12 và 24. Đây có phải là tập hợp ước của 18 và 24 không? Được chưa? Vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy một điều rằng như sau. Ở đây các con nhìn thấy một điều rằng, vậy thì những cái số mà nó vừa là ước của 18, vừa là ước của 24. Những số này vừa là ước của 18. Được chưa? Tiếp theo, vừa là ước của 24. Được chưa? Nó vừa là ước của 18 và nó vừa là ước của 24. Thì được gọi là ước chung của 18 và 24. Được chưa nào? Thằng này nó sẽ được gọi là ước chung của được gọi là ước chung của 18 và 24. Và ta viết như sau. Ta viết này. UC mở ngoặc 18.24 nó bằng 1 2 3 6. Được chưa? Được chưa? Vậy thì bây giờ như sau. Chúng ta quan sát thêm một điều. Trong những cái phần tử của tập ước chung này, đúng không nào? Nhận thấy một điều rằng, nhận thấy này, trong tập hợp ước chung trong cái tập hợp ước chung này này, trong cái tập hợp ước chung ở đây thì 6 là số lớn nhất, 6 là cái phần tử lớn nhất đi, hay là số lớn nhất đi, thì lúc này 6 được gọi là ước chung lớn nhất của 18 và 24. Được chưa? Ước chung lớn nhất. Đó là ước chung mà nó lớn nhất thì gọi là ước chung lớn nhất thôi. Hai từ viết. Viết này. Chúng ta viết ở đây thì sẽ là viết là ước chung lớn nhất UCLN của 18 và 24 bằng 6. Được chưa? Đây nó là mục đầu tiên của chúng ta. Các bạn chép vào đi nhé. Ở đây các bạn chú ý như sau này. Cái nội dung số 2 đây. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung số 2 đây. Các con chú ý như sau. 2. Cách tìm ước chung lớn nhất, ước chung của hai hay nhiều số. Bước 1 này. Bước 1 ở đây đó là phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Phân tích các số. Được chưa nào? Phân tích các số ra thừa số nguyên tố nha. Phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Được chưa cả lớp? Phân tích các số ra thừa số nguyên tố nhá. Bước 2 ở đây chỉ ra các cái thừa số
nguyên tố chung. Được chưa nào? Bước 2 đây, đó là chúng ta chỉ ra các thừa số nguyên tố chung. Bước 3, ước chung lớn nhất nó sẽ bằng tích các thừa số nguyên tố chung với số mũ bé nhất. Để cho nó bằng tích các cái thừa số nguyên tố chung với số mũ là bé nhất. Bước 4 ở đây, cứ tập ước chung này nè, giả sử nhé, giả sử này, ước chung lớn nhất mà nó bằng k đi, được chưa? Thì tóm lại là cái tập ước chung này nè, nó sẽ là bằng ước của ước chung lớn nhất, tức là ước của k, được chưa? Bằng ước của ước chung lớn nhất, đó, tức là ước của ước chung lớn nhất, nè, tức là bằng ước của k, nè, ước chung. Tập ước chung nó sẽ là bằng ước của ước chung lớn nhất. Vậy thì từ đây thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ. Thầy phải suy ra ước. Đây á. Chỗ nào? Không. Cái chỗ nào nhỉ? Cái chỗ suy ra đi. Đằng sau này. Đây á. Đọc là gì? Đây là ước C, ước chung. Ước C, ước C, ước C. Ước chung là ư và c mà. Con nhìn chữ khác. Ừ, ok. Tại thầy viết xấu đấy. Tìm ước chung lớn nhất và ước chung của hai số 18 và 24. Rõ ràng là lúc nãy là làm theo cái bước liệt kê của chúng ta ở đây. Thì các con thấy là nó đã có là ước chung nó là 1 2 3 6 và ước chung lớn nhất nó bằng 6 chưa? Có đúng không? Vậy thì ở đây ta có bước 1 này. Bước 1 nha. Phân tích ra thừa số nguyên tố 18 thì nó bằng 2 x 9 là bằng 2 x 3 mũ 2 chưa? Có đúng không? Nào, từ từ các bạn dừng lại viết, ngồi nhìn thầy giảng đã, xong rồi tí viết nhá. Ngồi ngồi nhìn thầy làm cái này đã. Để cho tí viết. 18 có phải là bằng 2 x 9 là bằng 2 x 3 mũ 2 không? 24 nó có bằng là 8 x 3 tức là 2 mũ 3 nhân 3. Đúng không? Bước 2. Bước 2 vậy thì thừa số chung là bao nhiêu? 2 và 3. Thừa số chung là 2 và 3. Vậy thì bước 3 ở đây. Ước chung lớn nhất của hai cái số 18 và 24 nó có bằng 2 nhân 3 không? Nó bằng tích của thừa số nguyên tố chung với số mũ là bé nhất. 2 này là 2 mũ 1 chưa? Thì phải lấy là 2 mũ 1 là bé nhất chưa? 3 này là 3 mũ 1 thì lấy 3 mũ 1 chưa? Bằng 6. Vậy thì bây giờ bước 4 ở đây. À, ở đây này, bước 4 nhá. Cái tập hợp các cái số là ước chung của 18 và 24. Nó chính là bằng ước của mấy? Ước của 6. Được chưa nào? Và chính là mấy? 1, 2, 3, 6. Được chưa? Ok chưa các lớp? Đấy. Vấn đề số 3 đây, một số các cái chú ý. Được chưa? Ở đây chú ý như sau này. Đó là A và B ước chung lớn nhất của A và B bằng 1. Khi thì lúc này A và B được gọi là hai số đóng mở ngoặc nguyên tố được chưa? Ở đây nó sẽ là nó gọi là nguyên tố cùng nhau được chưa? Đó, nguyên tố cùng nhau. Ví dụ như sau. Ước chung lớn nhất của 5 và 9 bằng 1. Thì rõ ràng là khi mà ước chung lớn nhất của 5 và 9 nó bằng 1 thì 5 và 9 được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau. Lưu ý nhé, 9 không phải là nguyên tố nhé. Được chưa nào? 5 là nguyên tố nhưng 9 không phải là nguyên tố.
Đúng nào? Đó, thì lúc này 5 và 9 là hai số. Thế nên là hai cái số này người ta gọi là nguyên tố cùng nhau. Nguyên tố cùng nhau. Lưu ý này. 5 là số nguyên tố. 9 nó lại không phải là số nguyên tố nha. Các con phải phân tích ra vậy, cái này là số nguyên tố. Nhưng mà 5 và 9 thì nó được gọi là nguyên tố cùng nhau. Được chưa? Hả? Cả hai số là nguyên tố. Đúng rồi. Nhưng nó nguyên tố cùng nhau thì cái điểm mấu chốt của nó sẽ phải là như nào? Điểm mấu chốt của nó sẽ phải là ước chung lớn nhất phải là bằng 1. Được chưa? 15 và 16 cũng là nguyên tố cùng nhau. 15 và 16 phải ước chung nhất bằng 1 không? 15 và 16 thì ước chung lớn nhất có phải là bằng 1 không? Đúng không? Thì 15 và 16 vẫn là hai số nguyên tố cùng nhau. Có đúng nào? Ví dụ theo này. Ví dụ nhá. Ước chung lớn nhất của 15 và 16 bằng 1 chưa? Đúng chưa nào? Thì lúc này 15 và 16 được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau. Được chưa nào? Cái nguyên tố cùng nhau này, cái cụm này là nó là một từ luôn đấy. Được chưa? Chứ đừng có tách ra nguyên tố cùng nhau, nó là nguyên tố cùng nhau, nó là một từ luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta lưu ý đây. 15 là gì? Là hợp số. 16 có phải hợp số không? Có. Được chưa? Là hợp số. Nhưng mà hai cái thằng này nó lại là nguyên tố cùng nhau. Các con rất cẩn thận không nhầm chỗ này nhá. Được chưa? Đây là chú ý A. Chú ý B. Nếu mà A mà chết cho B thì ước chung lớn nhất của A và B bằng mấy? Bằng B luôn. C. A trên B là phân số tối giản khi tối giản khi nào? Ước chung lớn nhất của A và B bằng mấy? Bằng 1, không? Ước chung lớn nhất của A và B là bằng 1. Tức là cái phân số mà là phân số tối giản khi mà ước chung lớn nhất của tử và mẫu bằng 1. À, đúng chưa nào? Đó. Ở đây ta có này, bước 1 nha. Ở đây là tìm ước chung lớn nhất. Được chưa nào? Bằng cách bước 1 này. 56. 56 thì nó bằng mấy? 7 x 8 à? Thì có phải là bằng 2 mũ 3 x mấy? 2 mũ 3 x 7. Nhân 7. 140 thì bằng bao nhiêu? 140 thì bằng 2 mũ 2 x 5. 2 mũ mấy? 2 mũ 2. Nhân 5 x 7 chứ. Thằng bé biết trước, thằng lớn biết sau. Đúng không? Vâng. 5 trước 7 sau. 168 bằng mấy? 2 mũ 3 x 3 x 7. Nhân 7 đúng không? Bước 2 ở đây. Đó là thừa số chung. Thừa số chung bằng bao nhiêu? 7 là 2 và 7. Thế đây 2 là cái gì đây? 7, 7, 7 đây. Vậy bước 3 đây, ta có là ước chung lớn nhất của 56, 140, 168 bằng bao nhiêu? 7 x 5 x 2 mũ 2. Ai bảo con là thừa số chung. Chung thì đấy nó có 2 mũ 3, 2 mũ 2, 2 mũ 3 thì nó bằng 2 mũ 2 x 7 là bằng mấy? 28. Bước 4 đây này. 2 mũ 2 x 7 là bằng 28. Thế tức là thừa số chung phải là 2 mũ 3 đấy chứ? Không, mũ 2 nó bé hơn mũ 3 mà. Tích của các thừa số nguyên tố chung với số mũ bé nhất. Đúng không nào? Tích của các thừa số nguyên tố chung này. Đây này, đây là chung nhá. Như 7 thì 1 1 1 hết giờ giống nhau nhá. 2 thừa số 2 thì cái số mũ 2 này là bé nhất chưa? Đó, nó là bằng 2. Con đang muốn hỏi là có cần phải biết thừa số chung là 2 mũ 3 hay không? Không, chỉ cần không, cái số mũ nó là khác. Còn đây là thừa số 2 và 7 thôi mà. Ừ. Được chưa? Bước 4 này. Vậy bây giờ cái tập ước chung của ba cái số này
56, 140 và 168. Nó sẽ là bằng ước của mấy? Ước của 28. Đúng nào? 1, 2, 4, 7 à? 14 và 28 chưa? Đúng không cả lớp? Chuẩn chưa? Ta có như sau này. Bước 1 này. Đó là 240. Phân tích ra thử số nguyên tố này. Bằng bao nhiêu? Bằng 2 mũ 4 nhân 3 nhân 5. Bằng 2 mũ 4 này. 2 mũ 4 nhân 3 nhân 5. 300 thì bằng mấy? 300 thì bằng 3 nhân 3. Bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 5 mũ 2. 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 5 mũ 2. Được chưa? Tiếp theo đây, bước 2 đây, ta sẽ có rằng là cái thừa số nguyên tố chung. 2 3. 2 3 5. Vậy bây giờ bước 3 này. Ta có là ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của 240 và 300 ở đây nó bằng bao nhiêu? Ước chung lớn nhất thằng này nó sẽ là bằng 2 này nhân với 3 nhân với 5 này, 2 mũ mấy? 2 mũ 2. 2 mũ 2 nhân với 3 mũ 1 nhân với lại là 5 mũ 1 là bằng mấy? Bằng 60. Vậy thì bây giờ bước 4 ở đây. Ước chung của 240 và 300 ở đây nó sẽ bằng ước của mấy? Ước của 60. Ước của 60 ở đây thì nó bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? 1, 2, 4, 5, 6. 10, 12, 15, 20, 30 và 60. Được chưa cả lớp? Ở đây có này. Cho số tự nhiên A. Biết rằng 27 chứ cho A thì dư 3. Được chưa nào? Bây giờ các con lưu ý này. Đây nó là những cái bài mà nó thể hiện cái tính logic ở trong môn toán. Các con chú ý như sau. Nó sẽ có mấy nội dung như sau. Vấn đề số 1 ở đây. 27 chia cho A. Chia cho A thì dư 3. Thì dư 3 đúng không? Thì có phải là 27 trừ 3 nó sẽ chia cho 3 à, chia cho A không? Đúng không? Cái số 27 chia cho A thì nó dư 3. Vậy thì lấy 27 trừ đi số dư thì nó phải chết cho A chứ gì nữa. Có đúng không? Với điều kiện đây A phải lớn mấy? Lớn 3. Số dư nó phải tức là cái số chia này nó phải lớn hơn số dư. Được chưa nào? Đó, chia cho 5 cái 5 bạn thì số kẹo dư nó phải bé hơn 5. Vậy thì bây giờ có phải là 24 ở đây? Nó chia cho mấy? Cho A. Cái nội dung số 2 đây. Đó là 38 chia cho A thì dư 2. Vậy thì bây giờ 38 trừ đi 2 nó phải chia cho A chưa? Với điều kiện A phải lớn mấy? A lớn 2. Thì dẫn đến là 36 nó phải chia hết cho mấy? Chia cho A. Vậy từ đây suy ra một điều. Đó là 24 này này chia cho A này, 36 chia cho A này. Vậy thì A nó phải thuộc vào đâu? Ước chung của 24 và 36. Có đúng không? Thì bây giờ có phải là 24 chia cho A thì A nó sẽ là ước của mấy? Của 24. 36 nó chia cho A thì A nó sẽ là ước của mấy? Ước của 36. Được chưa? Được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta có được cái điều gì đây? Ta có này. Ta có này. Vấn đề số 3 này. Bây giờ muốn tìm tập hợp ước chung của 24 và 36, chúng ta phải tìm ước chung lớn nhất của 24 và 36. Có đúng không? Yes. Vậy thì bây giờ ta có là 24 ở đây. Nó sẽ là bằng 2 mũ 3 nhân với 3. 36 ở đây nó sẽ là bằng 4 nhân 9 là 3 mũ 2. 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Vậy thì bây giờ ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của 24 và 36 ở đây nó sẽ là bằng 2 và 3 này. Thằng này nó sẽ là 2 mũ 2. Thằng này mấy? 12. Đúng không? Vậy rõ ràng ở đây là cái tập hợp ước chung của 24 và 36 nó sẽ phải là ước của mấy? Ước của 12. Ước 12 nó sẽ là bằng mấy?
1, 2, 3, 4, 6, 12. Do A lớn mấy? Do lớn 3. Nên A nó phải thuộc vào 4, 6 và 12. Được chưa? Đây, những cái bài như này các con đã thấy cái tính logic của nó chưa? Đấy. Những cái bài này là những cái bài nó minh họa cho cái việc là cái tính logic ở trong những cái bài toán cấp 2 này nó cực kỳ quan trọng. Bây giờ nhìn nào. Chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một. Các bạn lưu ý như sau. Ta có này. Cái vấn đề số 1 ở đây. Cái vấn đề số 1 ở đây các bạn chú ý này. Đó là ước chung lớn nhất của 240 và 300 lúc nãy chúng ta làm bằng mấy? Bằng 60 chưa? Có đúng không? Vậy thì tập hợp ước chung của 240 và 300 nó phải là bằng ước của mấy? Ước của 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 và 60. Vấn đề số 2 đây. 15 nhỏ hơn x nhỏ hơn 30. Thì tóm lại là x nó phải thuộc vào đâu? Nó lớn hơn 15 đúng không? Mà nó nhỏ 30 thì nó phải là một phần tử là 20 thôi. Có đúng không? Vấn đề số 3 ở đây. Đó là x chia cho 6. Thì chúng ta sẽ chọn ra những cái số mà chia cho 6 đúng không? X ở đây của chúng ta chia cho 6. Vậy thì x nó sẽ thuộc vào tập hợp như sau. 6 là 1. 12. 30 và 60. Đây nó là những số chia cho 6. Các bạn hiểu vấn đề không? Được chưa? Vậy thì bây giờ ở cái bài tập này các con lưu ý như sau này. Vấn đề số 1 đây này. 996 chia cho A mà dư 16. Vậy thì bây giờ 996 mà trừ đi 16 là bằng 980. Chia cho A chưa? Với A lớn hơn mấy? 16. 632 chia cho A và dư mấy? Dư 16. Vậy thì bây giờ 632 trừ đi 16 bằng 616 chia cho A. Chia cho A. A lớn hơn 16 chưa? Vậy thì bây giờ vấn đề số 2 đây chúng ta suy ra một điều. Đó là A nó thuộc vào đâu? Ước chung của cái gì? 980 và 616. Được chưa? Vấn đề số 2 đây. Chúng ta phải tìm ước chung lớn nhất của 980 và 616. Được chưa nào? Bây giờ phân tích ra được số nguyên tố nào? Em gì nhỉ? Em bảo em tên gì nhỉ? Anh quên mấy tên rồi. À Như à. 980 thì ra thử số nguyên tố bao là bằng bao nhiêu? 980 nào. Thằng này nó sẽ là bằng 10 nhân với 98 đúng không? 98 nó bằng 2 nhân 49 này. 49 nó bằng mấy? 7 nhân 7. Thằng này 10 bằng 2 nhân 5. Thì thằng này nó sẽ là bằng 2 mũ 2. Nhân với 5 nhân với 7 mũ mấy? 7 mũ 2. 616 thì nó là bằng 2 nhân với mấy nhỉ? 66 chia 2 bằng mấy em? 300 mấy? 308 à? 308 mà chia cho 2 là bằng mấy? 154. Là bằng 11 nhân với mấy? 14. 14 bằng 2 nhân mấy? 2 nhân 7. Thằng này bằng 2 mũ 3. 616 nó bằng 2 mũ 3 nhân với 7 nhân với 11. Thì tóm lại là ước chung lớn nhất của hai cái thằng là 980 và 616 ở đây nó sẽ là bằng 2 mũ 2 nhân với 7 là bằng mấy? 28. Bằng 28. Được chưa? Vấn đề số 2 đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến vấn đề số 3. Vấn đề số 3 của chúng ta đây các bạn chú ý này. Vấn đề số 3 của chúng ta đây đó là liên quan đến là ước tức là ước chung, những cái số là ước chung của ước chung của 980 và 616 đây nó sẽ bằng ước của mấy? Ước của 28. Nó là mấy? 1 2 4 7 14. 1 2 4 7 14 28 à? Đúng này không? 1 28 thì là 47 14 28 đúng rồi. Do
A lớn hơn 16 nên A ngoài 28. Đơn giản chưa cả lớp. Ở đây ta có như sau này. Chứng minh rằng với mọi n thuộc n. Ok. Câu A này. Với n thuộc n này. Thì này. 60 n cộng với lại là 45 chia cho 15 và 60 n cộng với 45 không chia cho 30. Đúng chưa? Thì ta có như sau này. Các con chép vào đi. Ta có như sau này là 60 n chia cho 15, 45 chia cho 15 thì dẫn đến là 60 n cộng với 45 là nó chia cho 15 chưa? Có đúng cái này không? Ừ, đúng chưa? Thế thì ở đây các bạn chú ý câu B này. Tiếp theo là 60 n này. 60 n không chia cho 30. Nhưng mà 45 này này thì lại không chia cho 30. Thằng này dẫn đến một điều nó là như nào? Thằng này dẫn đến ở đây. Đó là 60 n cộng với 45 nó sẽ không chia cho mấy? 30. Được chưa? 60 n cộng với 45 ở đây là nó không chia hết cho 30. Được chưa? Đó. Câu B. Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào mà chia cho 15 dư 6 và chia cho 9 thì lại dư 1. Đúng không? Ta có này. Giả sử tồn tại một số tự nhiên n đi. Chia cho mấy? Chia cho 15 là dư 6. Đúng không nào? Cứ đúng không? Chia 15 dư 6 chưa? Vậy thì n của chúng ta ở đây bằng 15k cộng mấy? Cộng 6. Đúng không nào? Vậy thì bây giờ cái số 15k cộng 6 này này, nó có chia hết cho k thuộc vào tập hợp số tự nhiên đúng không? Đúng không nào? Vậy thì bây giờ tức là bây giờ chúng ta cần phải chứng minh đó là cái 15k cộng 6 này không thể nào chia 9 dư 1 được. Được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ cái câu B nào bạn nào có thể làm được ra đây nào? Câu không được. Sao? Tại sao? Vấn đề số 1 này. Ta có như sau. Giả sử tồn tại một số tự nhiên n chia cho 15 dư 6 đúng không? Đúng nào? Thì rõ ràng ta nhận thấy một điều rằng này. Ta nhận thấy này. Là 15k là nó chia cho mấy? Cho 3. 6 là chia cho mấy? Cho 3, dẫn đến là 15k cộng 6 chia cho 3. Đúng không nào? Giả sử số n chia cho mấy? Chia 9 dư mấy nào? Chia 9 dư 1 vẫn là số n đấy nhỉ. Vậy thì bây giờ n này này. N này có phải là nó bằng 9, đây là k rồi, q cộng 1 không? Q thuộc vào n. Có được không? Được chưa nào? Vậy thì do này, ta thấy này, ta có đó là 9q chia cho 3, 1 không chia cho 3 dẫn đến n không chia cho 3 chưa? Nào, ở bên trên chúng ta nhận thấy một điều rằng n nó chia cho 3. Nhưng bên dưới thì n nó lại không chia cho 3. Vậy thì không thể nào tồn tại cùng một số tự nhiên được đúng không? Có đúng không? Vậy không thể tồn tại số tự nhiên được. Vậy không tồn tại số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Các lớp có hiểu vấn đề không? Đúng.